Xin được kính chào quý anh chị em thân mến của Chuyện Ngọc Lâm. Thưa quý anh chị em, ngày hôm nay xin được gửi tới quý anh chị em một dị truyện mới, một tác phẩm mới của tác giả Phương Hà. Dị truyện với những âm mưu, thủ đoạn của những kẻ mèo mả, gà đồng đã gây ra những tội ác thị phi mà trời không dung, đất không tha. Ngay bây giờ, mời quý anh chị em cùng bước vào dị truyện này ngay sau đây. Xin trân trọng cảm ơn. Lúc ấy là vào một tháng cuối mùa đông năm 1998, nỗi bất hạnh tột cùng xảy đến cho cuộc đời của Hà khi gã sắp sửa bước qua tuổi 28. Trong lúc đang cắm mặt vác đá từ trên triền núi xuống dưới xe công nông, vì bất cẩn nên gã đã bị trượt chân té ngã, làm gãy mất mấy đốt sống lưng. Kể từ đó, gã liệt giường, liệt chiếu, như là một phế nhân. Việc sinh hoạt, ăn uống, tắm rửa, vệ sinh hầu hết đều dựa vào người vợ tên là Trinh. Theo thời gian thang thuốc, chẳng những bệnh tình không có thuyên giảm mà có chiều hướng xấu đi. Chẳng những chân tay bắt đầu ghẻ lở, bốc mùi hôi thối, gã dần dần mất luôn cái khả năng nói chuyện, chẳng khác nào là một đứa trẻ lên hai đang tập nói cứ ú a ú ớ khó thành lời. Những ngày nắng thì còn đỡ, nhưng những ngày gió rét ùa về, mặc những lúc thay đổi thời tiết, gã lại lên cơn đau vật vã như giằng co với sự sống, cách chết. Tiếng rên rỉ, tiếng gào thét, mùi hôi tanh của máu mủ cũng đã rỉ ra, làm cho vợ chồng của gã càng thêm nhức nhối. Mọi việc to lớn, công việc ngoài đều đổ dồn lên vai của Trinh, một người đàn bà làm nghề bán thịt ở chợ huyện, có chút nhan sắc và năm nay mới tròn 25 tuổi. Nhiều lúc người làng qua thăm cũng cảm thấy chạnh lòng, nhất là khi vào mùa mưa bão về, chẳng còn thấy Hà ngồi chễm chệ trên nóc nhà lợp từng phiến lá cọ. Những lúc vụ mùa vào mùa gặt thì chẳng thấy gã thông thốc chở xe lúa cao quá đầu người. Chiếc giường son ngày cưới của đôi vợ chồng nay cũng đã xẻ ra làm hai vì không thể chịu nổi cái mùi hôi tanh phả ra ngập ngụa trong không khí. Trinh đặt chồng mình ở gần cửa ra vào nhà tắm, đối diện với buồng ngủ của mình cho tiện bề chăm sóc. Phòng những khi gã đái ỉa còn phải dọn luôn được cho sạch sẽ. Nhiều khi trở về nhà mà không kịp đưa chồng đi vệ sinh, không gian ngột ngạt lúc nào cũng bốc lên cái mùi thum thùm làm cho ả chán nản lắm. Trinh đã ra nằm riêng từ lâu, tuyệt nhiên không chung đụng thân xác với chồng mình. Toàn bộ phí sinh hoạt chi tiêu cho hai người, tiền thang thuốc cho gã đều nhờ vào số tiền ít ỏi kiếm được từ công việc bán thịt lợn của ả. Thời gian đầu Trinh chăm lo cho chồng lắm, chẳng bao giờ kêu ca hay là phàn nàn chuyện gì. Thấm thoát trôi qua cũng đã hơn một năm ròng, Trinh bắt đầu cảm thấy chán nản mỗi khi ra vào chạm mặt chồng, bắt đầu chửi rủa mỗi khi chồng đái ỉa đầy nhà, hay có những ngày bỏ mặc chồng từ sáng đến tối mới cho húp một ngụm cháo. Thành thử Hà dần dần teo tóp, khuôn mặt chữ điền với cánh mũi rộng, vầng trán cao và đôi mắt sáng, giờ hai má đã hóp lại, hàm răng vàng vọt nhô ra, hốc mắt trũng sâu, hệt như là ma đói. Và có lẽ lúc lâu rồi, Trinh chẳng thèm động tay, động chân hay tắm rửa cho chồng, nên người gã lúc nào cũng bốc ra cái thứ mùi gây gây, hôi hám như chó mới đẻ con vậy. Trái với sự xuống dốc thảm hại của chồng mình, việc làm ăn ở sạp thịt ngoài chợ ngày một phát đạt khiến cho Trinh ngày càng có tiền để mà chăm chút cho bản thân. Dù sao thì ả cũng có một chút nhan sắc, nay lại đắp đổi vào người nên bầu ngực cứ ngồn ngộn lên, ánh mắt ướt cùng với cái cặp mông căng tròn cứ phơi phới ra sau làn quần lụa mỏng manh, làm cho bao kẻ hám lợi, háo sắc thường xuyên lui tới thăm ả. Có lẽ vì thế mà sự cô đơn trống vắng, cái sự thèm khát thầm kín trong lòng của ả bắt đầu sao động và ngày một trỗi dậy. Một nỗi khao khát được khỏa lấp cơ thể bằng da thịt đàn ông đang dần dần hồi sinh trong từng giờ từng phút. Phải chăng vì vậy mà Trinh đã để ý và đem lòng mến tốt một chàng thanh niên có nước da ngăm ngăm đen, mái tóc xoăn hút hồn, bộ cơ bắp rắn chắc thường đến nhà ả để mua thịt. Nói là như vậy,
nhưng thực chất hai kẻ gian phu dâm phụ này đã có tình cảm với nhau và thậm thụt qua lại từ hồi Hà còn ở nhà, còn khỏe mạnh, còn có sức còng lưng vác đá mà cung phụng cho ả như một bà hoàng. Nhân cái cơ hội Hà nằm liệt giường, chỉ còn chút hơi tàn này mà hai kẻ bất nghĩa thường xuyên đi lại với nhau nhiều hơn và chẳng thèm giấu giếm bản dân thiên hạ. Thậm chí giữa ban ngày ban mặt phố sát đông người là thế mà hai đứa chúng nó vẫn cứ còn rừng rưng âu yếm nhau như là chỗ vắng người. Đám dân chợ búa ở đấy biết cả, thành ra những lời mỉa mai đến tai của Trinh nhiều lắm, đại để như: "Gớm, cứ ngổn ngộn ra thế kia mà chồng thì chẳng cày cuốc được, thì tìm hơi đàn ông là đúng rồi còn gì. Khổ thân cho thằng Hà, rõ là nuôi ong tay áo mà." Hoặc giả như: "Chúng nó sắp chuyển ra ở với nhau đến nơi rồi đấy, còn lạ gì cái ngữ này nữa." Quả thực đúng là con tạo xoay vần. Thằng Tốt còn cả gan ngang nhiên nhiều đêm đến ngủ lại trong nhà và làm điều mà ai cũng biết với ả đến gần sáng mới về. Hàng xóm lúc đầu thì còn ra chê vào trách, sau thấy hai đứa nó cứ chơ chơ ra thì chẳng buồn xía mồm vào. Phần vì Hà mồ côi, chẳng có người thân thích, phần vì thời buổi nghèo nàn, thân mình lo còn chưa xong, ai nấy đều quay quắt trong mối lo cơm áo gạo tiền. Thành thử đôi gian phu dâm phụ đó cứ mặc sức mà làm cản, sống với nhau trong chính cái căn nhà mà Hà đã xây, hệt như vợ chồng có hôn thú vậy. Hà biết hết, nhưng có điều lực bất tòng tâm. Có những đêm nằm trừng trừng mắt nhìn lên trên trần nhà, tiếng rên xiết của ả vọng vào tai như trăm ngàn vết cứa vào tim của gã. Hoặc có những lần hai đứa nó mặc sức quan hệ trong nhà tắm ngay trước mặt của Hà. Thằng Tốt còn nhìn gã cười đều khi đang quấn lấy ả. Những việc làm ấy Hà ức đến đỏ mắt, thiếu điều chỉ có ước gom được một chút hơi tàn mà vùng dậy xiết chết tươi cái đôi gian phu dâm phụ này mà thôi. Xiên chết chúng để cho gã xong cũng tự kết liễu đời mình, chứ sống làm gì nữa. Ấy vậy mà đến cái chết gã cũng chẳng thể tự mình quyết định được. Ngày ngày vẫn cứ phải trừng mắt mà chứng kiến như một cái nghiệp đang đeo bám đời gã không buông. Rạng sáng ngày hôm ấy cũng như bao lần, thằng Tốt ngủ lại nhà gã. Sau một đêm chăn gối mệt phờ ra, hắn lục đục trở dậy, bước xuống giường mặc cho xong cái bộ quần áo đàng hoàng. Vợ gã là mụ Trinh vẫn cứ trùng trục, không có một mảnh vải che thân. Ả khẽ nhích người rồi ngồi tựa vào lưng và thành giường, kéo cái tấm chăn lên để che đi cái bộ ngực ngồn ngộn. Đoạn nhìn thằng nhân tình mà nói: "Anh về đấy à? Sao không ở lại với em thêm chút nữa? Trời chưa sáng mà. Về rồi người ta muốn thì sao?" Tốt đang xỏ đôi giày, nghe thấy tiếng trách móc của ả nhân tình thì ngoái đầu ra đằng sau, đoạn vươn vai ngắp ngắn ngắp dài rồi đáp: "Ôi, ngoan à, anh về, tối anh lại sang. Thôi, em cứ nằm nghỉ đi cho khỏe, tối nay chết với anh nhé cưng." Dứt câu, hắn trở lại giường hôn lên trán của ả rồi nhanh chóng khép cửa đi ra. Trong cái ánh sáng đầu tiên của ngày mới, ả thấy hắn nhanh chóng chuồn ra cửa sau và bóng của hắn nhanh chóng biến mất nơi khúc cua dẫn vào nhà sau. Còn lại một mình, ả cũng lục đục dậy thay quần áo. Có tiếng cục cửa ở cửa nhà tắm phát ra làm cho ả giật mình, cảm tưởng chồng của ả mới ngồi dậy nhìn ả chừng chừng. Ả mau mải tiến ra thì chẳng thấy điều gì lạ cả. Có lẽ lương tâm của ả vẫn còn có một chút gì đó sợ hãi mơ hồ. Thấy chồng mình vẫn cứ nằm bẹp trên chiếc giường với tấm chăn chiên che ngang ngực, ả mới yên tâm chải đầu. Bên ngoài tiếng gà gáy nhà ai nghe sao mà chua chát, báo hiệu một ngày mới đã đến rồi. Ả thở dài rồi chép miệng. Thấy bầu trời sáng mau quá, ví như đời mình đã già thêm một ngày tuổi vậy. Ả nghe phong phanh ngoài cửa có tiếng gọi của khách qua đường xen lẫn với tiếng cười ngặt nghẽo chế nhạo: "Trình ơi, dậy thôi, mặt trời lên ba cây sào rồi kia kìa, gớm cày cuốc gì mà ghê thế." Ả biết đám dân quanh đây biết chuyện của ả ngoại tình, nhưng biết thì làm gì được ả. Nghĩ vậy nên ả nhổ toẹt một bãi nước bọt, không có thèm đáp. Tiếng xấu đồn xa, nhưng cũng chẳng lâu hệt như ả dự tính.
Chẳng mấy chốc mà khắp cả cái phố huyện này, chuyện ả có bồ nhí đã xưa như là trái đất. Lâu dần thì chẳng có ai còn bận tâm mà đem ra bàn tán. Trước mặt của ả, họ cứ giả vờ như chả biết, nhưng lâu lâu vẫn cứ có kẻ ngứa miệng, ngứa mồm đem chủ đề ấy để ra mà mổ xẻ một cách sôi nổi lắm. Nói đâu xa chứ, mấy đầu tháng trước có anh hàng thịt lần đầu tiên đến chợ này để đổ mối cho Trinh. Ở lại mà không có rõ địa chỉ nên hỏi thăm. Đám dân chợ búa thấy người nơi khác đến thì hỏi thăm nhà của ả, thì mọi người mới xúm nhau lại rồi hỏi: "Tìm cô Trinh à bác?" Một chị trong đám thợ gặt cười ngặt nghẽo rồi nói. Đoạn lại quay sang chị em nói với vọng lên: "Chúng mày đâu đấy? Cho tao hỏi đứa nào là con Trinh ở đây thì giơ tay nào." Đồng thanh ba bốn chị giơ tay tự nhận mình là chủ nhân, xong lại thấy buồn cười không có nhịn nổi: Em nữa, em Trinh đây." Cô gái khoảng 26, 27 tuổi nói cười ngặt nghẽo. Nói xong, tốp này phá lên cười thành thử người đàn ông giao thịt bối rối, chẳng hiểu mô tê gì sất. Một bà trong đám khác, tay đang phe phẩy cái nón lá, cũng tham gia trò chuyện rôm rả: "Có phải bác tìm cô Trinh ở cái sạp thịt Trinh Hà có đúng không?" Ngày xưa, ngay khi chưa biết làm thế nào, lại nghe có người hỏi như vậy, nên người giao thịt kia hớn hở đáp: Dạ vâng ạ, đúng rồi ạ." "Thế thì bác cứ đi hết con đường đất này, tới ngã ba thì rẽ trái, vài chục mét là đến. Cái bà sạp thịt ấy đổi tên rồi, là Trinh Tú Bà đấy đó bác ơi." Một chị răng vẩu thì đá xéo: "Khéo đến đấy giao xong, lại mất cả cái củ lẳng đấy bác ơi." Đám đông nghe thế vậy xong thì liền cười phá lên, khiến cho tên nọ kia phải bối rối rồi gãi đầu. Ngập ngừng mất mấy giây, tên giao thịt cảm ơn người chỉ đường, rồi nhanh chân bước đi khi mọi người vừa tan cuộc giải lao. Về sau chẳng may tên giao thịt ấy có hỏi về Trinh không, nhưng có lẽ hồi đó hắn ta nghĩ đây là một cuộc vui của thiên hạ. Gần cuối đông, tiết trời bắt đầu se se lạnh, mưa thì không ngừng rơi. Chính vì thế nên ả đã ngại mở cửa hàng sớm. Người đến sạp thịt bây giờ đã thưa thớt dần, thành thử ả bắt đầu có nhiều thì giờ để nhớ người yêu hơn. Ai biết được lòng của ả đang bồn chồn lo lắng. Ngắm mưa xong, cũng cảm thấy chán, chiều về cũng thấy nhanh hơn. Ả lấy điện thoại gọi cho tốt, nhưng không có thấy tín hiệu trả lời. Thế là giận cá chém thớt, bực mình ả liền mắng: "Lại chết trôi chết nổi ở đâu rồi? Lúc không thì không đến, khi người ta cần thì lại trốn biệt đi. Rõ là cái thứ tệ bạc mà." Chưa dứt câu thì tốt mặc áo mưa bước vào quát: "Đứa nào lại chọc giận em hay sao chứ? Sao mặt mũi bực dọc thế?" À thấy hắn thì mừng thầm, nhưng vẫn ra điều giận dỗi rồi quay mặt đi. "Chả ai hết, tôi tưởng anh quên con này rồi chứ. Hay là kiếm được mối xôi thịt nào ngon hơn rồi?" Biết à còn giận nên hắn cởi bỏ áo mưa, rồi nhẹ nhàng tiến lại áp sát ngực mình vào lưng người tình. Cứ như thế khẽ đưa tay ôm lấy bụng à, hắn cười rồi phân trần: "Thôi mà em, đừng có giận anh nữa, có được hay không? Lúc nãy anh đến trễ là vì đi đường vòng nên mới để em đợi lâu như vậy." "Anh là anh e cái đám đàn bà đang bàn tán xôn xao rồi lại làm phiền lòng của em. Chứ vợ chồng rồi, anh bố bảo chúng nó có dám láo." Nghe thấy tên nhân tình nghĩ cho mình thì ả cảm thấy sung sướng lắm. Ả xoay mình lại, ngước mắt nhìn hắn, nhưng máu đã tràn về tim, cơ thể xác thịt lại nóng dần dần. Tốt cắn môi của người yêu cho đến lúc trời mưa tầm tã, thì hắn bế ả vào trong buồng đạp cửa lấy lệ. Nếu trên vách chỉ in hai chiếc bóng đang quằn quại rên xiết thì người thứ ba đang ngủ say. Còn ai khác ngoài Hà nữa chứ? Đêm nay báo tố răng đầy thế cuộc như đã sắp đặt, khiến cho ai cũng phải chướng tai, gai mắt, nhất lại là Hà đây. Nằm bất động ở trên giường, Hà lại chờ mình. Mỗi lần chờ mình là một lần đau như xương cốt bị giã dập. Nước mắt gã cứ theo lối mòn tự chảy xuống đôi gò má, rồi thấm dần vào chiếc gối đã ngả màu cháo lòng và hôi hám cực độ. Hai bàn tay của gã nắm chặt lại, rồi cào cấu xuống chiếu, nghe cái soàn soạt, chèn lẫn tiếng nghiến răng ken két, rồi im lặng
chỉ thấy máu tanh trào ra từ mép giọt xuống dưới cằm. Đôi mắt của gã trợn trừng trừng, toan để lộ ra lòng trắng. Kết liễu cuộc đời của mình như vậy, phải chăng vì không thể nhẫn nhục thêm được nữa? Lúc này, ngoài trời mưa vẫn cứ rơi thảm não. Bỗng đâu đó có con quạ trời bay ngang qua, kêu lên vài tiếng trước hông nhà, làm cho không khí thêm cái phần nghẹt thở. 10 giờ tối, đường quê vắng hoe và cũng chẳng còn ai đến nhà chơi từ dạo biết vợ gã ngoại tình nữa. Gió rít mạnh lên từng hồi, phá tung cửa sổ, làm đập vào vách tường xi măng phối cùng với cái ánh chớp lập lòe. Bấy giờ mới nhận thấy con cú mèo đậu trên xà nhà đang lừ mắt nhìn xuống, ánh nhìn chòng chọc ám ảnh tột cùng. Bên trong buồng tiếng cót két, tiếng thở gấp vẫn cứ vọng ra đều đặn. Mưa đã tạt vào chiếc giường mà đêm nay ả cùng với tên nhân tình đang ân ái mặt nồng. Ả bắt đầu cảm thấy lạnh khi đưa tay bấu víu vào thân thể của hắn, nhẹ nhàng vuốt tóc của người tình, rồi bỗng nhiên hét lên và đẩy mạnh gã ngã xuống dưới giường. Đúng lúc ánh chớp rạch ngang, ả kinh hãi rùa lên khi thấy khuôn mặt của chồng mình hiện ra một cách trắng bệch, đang quắc mắt nhìn mình. Quá bất ngờ nên tên nhân tình đã bị một cú ngã rất đau. Vì khiếp sợ nên thị đã xô đẩy hắn, khiến cho gã té bật ngửa ra sau. Khi hắn lồm cồm bò dậy thì ả hoảng hồn, mặt tái mét, lén lén đưa mắt nhìn hắn. Chưa hoàn hồn thì hắn tiến lại gần chỗ của ả đang nằm, nhưng ả giơ tay xua xua hắn lại. Không, không, tránh ra tôi ra. Tên nhân tình thấy lạ, bị tiếng hét của ả làm cho giật mình, khựng lại không có dám bước tiếp. Hắn ngây ngốc mất mấy giây, lấy làm ngạc nhiên liền hỏi. Có chuyện gì thế hả em? Bình thường có bao giờ em thấy anh mà hoảng sợ như vậy đâu. Có chuyện gì vậy? Trong cái ngọn đèn dầu leo lét, ả quay sang nhìn chồng mình ở bên ngoài, rồi mới kịp lấy lại được bình tĩnh. Ả thu mình ở một góc giường, rồi nét mặt đăm chiêu suy nghĩ. Thấy tình hình lắng dịu hơn nên tên nhân tình bèn từ từ lại gần, ngồi bên cạnh ả, đặt bàn tay lên trên vai an ủi người yêu. Ả bất giác giật thót tim, quay sang nhìn gã, rồi lại bó gối, gục cằm run rẩy như một người chịu rét. Tên nhân tình khẽ đưa bàn tay trái xoay mặt ả về phía của mình. Đôi môi vừa quấn lấy nhau thì ả kinh hãi đã lại rú lên. Mấy chiếc răng rụng ra đầy mồm của ả, mùi hôi thối nồng nặc của máu và mủ phả ra sộc lên tận óc của ả. Trước mặt của ả bây giờ không phải là tên tình nhân, mà là khuôn mặt khô quắt lại với hai hốc mắt trũng sâu, hàm răng rụng gần hết của người chồng mình kia. Ả rú lên và lăn đùng ra đất ngất lịm đi. Tên nhân tình kinh hãi bị tiếng thét làm cho điếng hồn, mất sạch ham muốn. Chẳng hiểu vì sao đêm nay người yêu của mình lại có hành động quái lạ đến như vậy. Có lẽ khi nãy ả đã nhìn thấy chuyện gì đáng sợ chăng? Hắn vội vàng quay đầu ra bên ngoài. Trên chiếc giường cạnh nhà tắm, Hà vẫn cứ nằm đó im lìm như là một cái xác khô. Ánh đèn dầu lờ mờ hắt ra đã hiện rõ khuôn mặt khô đanh lại. Mái tóc đã lâu không có cắt xù lên, che kín nửa khuôn mặt, làm cho hắn bắt đầu cảm thấy sợ. Sợ vì chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra ở đây. Hắn nhẹ nhàng đặt ả tình nhân xuống dưới giường nằm nghỉ, còn bản thân thì cầm lấy bộ quần áo vắt tạm đầu giường mặc vào người. Chợt hắn có cảm giác như ai đó đang để ý mình từ nãy đến giờ. Mặc kệ, hắn xem như là không có gì để cố gài xong mấy cái cúc áo. Lúc gài đến cái cúc áo thứ ba thì bất giác hắn nhìn thấy trên vách có cái bóng đen đang lù lù ở phía sau. Hắn hốt hoảng xoay lại thì chẳng thấy cái bóng đó đâu nữa. Hắn toát hết mồ hôi, tập trung toàn bộ giác quan để ý xung quanh ngôi nhà xem có dấu hiệu gì đáng khả nghi hay không. Bấy giờ thì hắn mới thực sự yên tâm, cho rằng mình thần hồn nát thần tính. Nhanh tay gài xong cúc áo cuối cùng và thổi tắt ngọn đèn dầu đang cháy dở dang trên bàn. Hắn nhẹ nhàng mở cửa để quay về nhà, nhưng cánh cửa lúc này như là đã bị kẹt nghiến lại, khiến cho hắn phải chùn chân đứng lại. Dường như có một sức mạnh vô hình nào đó làm cho tay nắm mềm nhũn ra. Hắn càng dùng sức thì cánh cửa lại càng khóa chặt hơn. Hoảng sợ, hắn vội buông tay
thì một giọng nói thì thầm ở bên tai hắn đã vang ra. Trả vợ cho tao. Trả vợ cho tao. Và một bàn tay vô hình cứ ghì chặt lấy tay của hắn vào chốt cửa, vặn hết sức lực cũng như dùng chân phải đẩy mạnh cho nên cánh cửa mới chịu bung ra. Tựa hồ như có gió thổi nhẹ làm rung rinh cánh hoa. Bị trượt chân nên hắn đã ngã bổ nhào xuống dưới nền nhà. Kinh hoàng hơn khi chính mắt của hắn đã trông thấy Hà đứng ngay ở bên ngoài cửa ướt sũng nước mưa từ đầu cho tới gót chân. Hắn hoảng hồn cố đạp chân trườn người lui về phía sau tay phải để xua tay liên tục, còn miệng thì cứ lắp bắp không có ngớt. Xin hãy tha cho tôi, xin hãy tha cho tôi, làm ơn, là cô ấy dụ dỗ tôi trước. Trả vợ cho tao, trả vợ cho tao. Cái bóng ấy cứ nhìn hắn chăm chăm, định cơ hội sẽ vồ lấy hắn. Trong không gian tứ bề lặng lẽ, gió nhẹ đều hưu lùa qua song cửa làm cho hắn lạnh buốt sờn cả gai ốc. Rồi khi thân ảnh của Hà chậm rãi tiến gần về phía của hắn, hắn cố gắng lùi lại thật nhanh cho đến khi vai chạm vào một cái chân bàn. Tiếng của hắn cứ ú ớ không phát ra thành tiếng. Trong khi tay còn lại của hắn thì mò mẫm vớ lấy cái đèn dầu ném mạnh về phía của Hà. Nhưng cái đèn đã nhằm hướng bức tường mà lao vào. Chỉ nghe thấy tiếng lanh canh của mảnh vỡ thủy tinh vừa rơi xuống nền nhà. Hình ảnh của Hà mỗi lúc một rõ ràng hơn khi hắn luống cuống bò dậy, đi men theo cạnh bàn, rồi dừng lại lúc biết mình đã giày lên lưng của một con mèo hoa đang nằm quẹo đầu ở trên nền đất. Con mèo lật mình, bấu máu vuốt vào chân của hắn kêu chu chéo vài tiếng rồi lẩn khuất trong đêm tối. Loạng choạng, hắn té bổ nhào xuống cái xác chết đã lạnh hơi thở của Hà từ lúc chập tối. Cái xác mềm nhũn nằm bất động ở trên giường mà hắn ngửi thấy toàn mùi da thịt với mùi ướt sũng của nước mưa giống như là những cọng bún. Một cánh tay xương sẩu của Hà bật lên ôm lưng của hắn. Thản nhiên hắn cảm thấy miệng lờ lợ mà không biết rằng đã hôn phải cái bộ râu nhồm nhoàm của Hà từ lúc nào rồi. Ngẩng mặt lên, hắn mới thực sự kinh sợ khi thấy đôi mắt của Hà trợn ngược nhìn gã. Gã gào lên và đẩy cái xác ẩm ướt ấy ra khỏi cơ thể, chao đảo mắt nhằm hướng cửa chính mà bỏ chạy. Nhưng cũng vì bêu đầu, vì đập đầu vào tường, hắn rú lên một tiếng thảm não và hãi hùng nhận ra đó chỉ là một cơn mộng mị. Bên cạnh hắn, ả nhân tình vẫn cứ thiêm thiếp trong giấc ngủ. Bên ngoài nhà, Hà cũng đang ngủ từ lâu. Sáng ngày hôm sau, ả gặp hắn tại một bãi đất trống nơi hai người vẫn thường hẹn hò thậm thụt từ hồi Hà vẫn còn khỏe mạnh. Hắn đèo ả trên chiếc xe Honda tìm đến một quán cà phê ven sông cho yên tĩnh để tránh xa con mắt soi mói của đám đàn bà lắm chuyện quanh đây. Thoáng thấy nét mặt nhợt nhạt của hắn, ả lên tiếng căn vặn. Hôm qua anh về lúc nào? Sao không báo cho em biết một tiếng? Em tỉnh dậy đã chẳng thấy anh đâu rồi. Hắn dùng mình nhớ lại cái chuyện tối ngày hôm qua, rồi thở dài đáp cho qua loa. Hôm qua nhà có việc nên anh phải về sớm. Thấy em ngủ ngon lành cho nên anh không nỡ gọi em dậy đấy. À nhìn gã lom lom rồi lại trách cứ. Hay là anh có con nào ngon hơn em nên bỏ bê em, bỏ bê cái thân già này chứ gì? Hắn nhấp một ngụm cà phê, rít thêm một hơi thuốc, ném ánh nhìn ra cụm lục bình đang trôi lững lờ ở trên dòng sông rồi lắc đầu. Anh nào có ai ngoài em. Anh tính như thế này đây. Hay là chúng ta cưới nhau đi. Có thế thì em không có bị điều tiếng gì, anh cũng tự nhiên mà đi lại không có cần phải lén lút nữa. À thất kinh. Cưới? Cưới làm sao được mà cưới? Thằng què nó còn nằm lù lù ở kia kìa. Hắn nghĩ đến cái giấc mộng đêm ngày hôm qua thì thoáng bàng hoàng nổi cả gai ốc. Đoạn rít thêm một hơi thuốc thật sâu và nhìn ả. Ánh mắt toát lên tia độc ác tột cùng. Hắn nhìn trước ngó sau, khi chắc rằng chỉ có hai người ở đây, hắn mới rít lên đầy hằm hè. Này, anh nghĩ nên giết béng lão đi, rồi báo với chòm xóm là hắn bị bệnh rồi mà chết. Ai chả biết là hắn đổ bệnh hơn cả năm nay rồi. Chuyện chúng ta làm trước mắt, hắn thì đã rõ 3 năm rõ 10 rồi.
nói rủi ra, giờ mà hắn tỉnh lại thì không chỉ em chết, anh chết, mà cả chúng ta đều chết. Hắn chắc chắn không để yên cho em đâu. Trinh cũng đã có ý định này từ lâu. Mỗi lần chạm mặt chồng thì ả đều cảm thấy chán ghét. Cái chán ghét đến độ ghê tởm dần dần chuyển sang thù địch. Đã bao lần lúc đút cháo cho chồng ả, chỉ ước chồng mình sặc chết đi để ả giành được cái thân này. Đến lúc này khi nghe tên nhân tình bàn bạc, chẳng khác gì là đã đổ dầu vào lửa. Ả nắm chặt tay, hai mắt thì sáng ngời lên, rồi gấp gáp hỏi: Giết? Giết hắn à? Giết bằng cách nào chứ? Tên Tốt móc ra một chiếc hũ nhỏ cỡ ba ngón tay, đặt lên trên bàn, rồi gằn giọng đáp: Anh đã chuẩn bị hết cả rồi. Đây, em chỉ cần trộn vào cháo cho hắn ăn, đảm bảo không quá một giờ đồng hồ hắn sẽ hồn lìa khỏi xác. Có vậy thì chúng ta mới ăn đời ở kiếp với nhau được, mà chẳng sợ kẻ nào ra vào bàn tán. Anh là anh chán cái cảnh cứ phải chui rúc như ăn trộm lắm rồi. Em tính sao thì tính đi. Trinh nắm chặt lọ độc dược, hai mắt thì long lên, rồi đồng ý với kế hoạch ác nhân đó. Hai kẻ ác nhân bàn bạc với nhau rất lâu và hẹn đến đêm ngày thứ bảy tuần này sẽ cùng nhau hành sự. Quả nhiên, sau cuộc chung vui xác thịt với gã nhân tình, quyết tâm của ả đã rõ mồn một. Đêm hôm đó, trời gió ngợp trời, trên tầng không sấm chớp đi đùng như giận dữ. 10 giờ đêm tại căn bếp nhà ả, ả quay trước, quay sau và nhẫn tâm dốc cả lọ thuốc độc vào bát cháo, rồi đem cho chồng mình ăn. Hà dù hận vợ lắm, nhưng không tin ả lại làm ra cái chuyện táng tận lương tâm này, nên há miệng nuốt cháo như bao ngày qua đã được ả chăm sóc. Ả lên tiếng ngọt nhạt: Anh cố ăn cho hết chén cháo này, rồi mai em mời ông bác sĩ Huân qua thăm khám cho nhé. Hà nhíu mày tỏ vẻ đồng tình và ngoan ngoãn để ả đút sạch bát cháo. Chỉ nửa giờ sau, thuốc độc cũng đã ngấm hẳn. Người đàn ông tội nghiệp cố há miệng ngáp một cách đau đớn, toàn thân giật giật làm chóc mấy lớp da mưng mủ đang chảy đầy chiếu, dồn hết sức mà dồn lên những tiếng không có tròn chữ. Còn ác phụ kinh hãi đánh rơi cả bát cháo trên tay. Một ánh chớp rạch ngang qua ô cửa sổ soi cái nét mặt đang đanh lại. Ả hít một hơi dài, gật đầu đáp bằng cái giọng thật lạnh lùng, xen lẫn hả hê mấy phần: Đúng, tôi đầu độc ông đấy. Trước sau gì rồi thì ông cũng chết. Mấy bác sĩ đã nói như vậy rồi, chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Có thể một vài tháng, có thể một vài năm. Và ông hiểu rằng tôi không thể chịu đựng lâu hơn được nữa. Ông sống chầy chật khổ sở vợ con như vậy thì thôi ông chết quách đi cho rồi. Ông sống là để tôi báo cô à? Người đàn ông tội nghiệp nghiến chặt hai hàm răng cái còn cái mất vì đã quá đau đớn, nhưng cũng ráng thốt lên những cái tiếng cuối cùng để chửi rủa đến méo sạch cả mồm miệng. Ơi sẽ phạt mày. Còn ác phụ nhìn chồng rồi trừng mắt, giọng nói thì vẫn cứ lạnh lùng: Đáng lẽ mình không lên lấy nhau. Tôi không hề yêu ông, và ông cũng chẳng ưa tôi. Ông chỉ bằng mặt chứ nào có yêu thương gì tôi. Ông hận gia đình ông vì việc ông không lấy được con năm bán vải. Còn tôi, ông biết, ông cũng biết rằng tôi chẳng có muốn làm vợ của ông. Chỉ vì mấy chục triệu cha mẹ của tôi nợ nhà ông, mà cha mẹ ông và cha mẹ tôi đã buộc tôi phải lấy ông, và ông đã phải lấy tôi. Tôi biết đó là cả một cực hình dành cho ông cũng như là cho tôi. Giờ đây ông nằm ra đấy, ăn uống đái ỉa cũng đến tay của tôi tất, thì thả chết quách đi cho rồi đi. Sống làm gì nữa, ông chết đi tôi mới thoải mái mà để đón anh Tốt vào nhà chứ. Hà cố sức lăn lộn, miệng thì không ngừng chửi rủa: Còn ác phụ vẫn cứ nói bằng một cái giọng đều đều: Tôi có ý định đầu độc ông từ khi ông mới ngã bệnh cơ. Bác sĩ Huân đã nói rằng ông có thể sống lay lắt hàng năm, khiến cho tôi không thể chịu nổi được nữa.
tôi không còn muốn ngửi cái mùi cứt đái ở trong nhà này nữa rồi. Hà ộc ra một ụm máu đen sì rồi rên rỉ. Tao cầu mong cho lũ quỷ mặt xanh nanh vàng tra tấn mày dưới địa ngục. Nói rồi, người đàn ông tội nghiệp đó vặn mình một cách đau đớn, hai bàn tay nắm chặt lại chịu đựng. Là một người cứng rắn và mạnh mẽ, Hà cố thu hết tàn lực mà buông ra những lời nguyền rủa độc địa lúc cuối đời. Tao sẽ trở về âm ti. Còn quỷ cái, tao sẽ về đòi mạng. Rồi bất thần Hà giáng giơ một nắm tay về phía của Trinh. Chỉ nghe tiếng ả cười lên the thé rồi gằn giọng. Tao sẽ chờ mày. Tao sẽ chờ mày. Tao sẽ chờ mày. Mày chết đi, rồi tao sẽ mặc sức ăn nằm với chồng mới. Kiệt sức, Hà buông tay xuống, mồ hôi túa ra như tắm, toàn thân thì run rẩy. Trời ơi, đau, đau quá. Đột nhiên ả ngẩng đầu nghe ngóng, vì sau nhà có tiếng lạch cạch mở cửa. Còn ác phụ bước vội tới bên cửa sổ, thấy tên nhân tình là thằng tốt đã lèn hẳn vào bên trong nhà thì bèn tiến lại mở cửa phòng, rồi nhanh tay khép chặt lại miệng thì lẩm bẩm. Sao anh đến trễ quá vậy? Tốt gắt nhẹ. Phải chờ lúc không có người qua thì mới lèn vào được chứ. Thế nó đã chết chưa? Trinh chỉ tay vào trong lắc đầu. Mãi nó vẫn chưa chết, vẫn đang lăn lộn kìa. Tốt rít lên. Cái con mẹ nhà nó, sống lay lắt gì mà dai thế. Để anh. Nói rồi hắn bước tới bên giường, lượm tấm chăn lông nằm ở dưới chân giường cuộn thành một bó, đè cứng vào mặt của Hà. Ngộp thở, Hà cố vùng vẫy, nhưng vợ gã là con ác phụ đã đè nguyên cả người lên cơ thể như ma đói của chồng mình, rồi giữ nghiến răng trèo kẹo mà giữ chặt hai chân. Chân tay của Hà giật mạnh mấy cái rồi cũng đã buông thõng. Lúc cái gối màu cháo lòng dở lên, cả hai bất giác lùi lại khi thấy ánh mắt trợn trừng trừng nhìn chòng chọc vào hai kẻ ác nhân. Lưỡi vắt ra xám ngoét, toàn thân thì nhũn ra, hồn thì đã lìa khỏi xác. Sau khi Hà chết tươi tại chỗ, tên ác phụ quay ra ả nhân tình rồi hai đứa bàn bạc. Nó chết rồi, giờ anh phải đi cho an toàn. Em cứ theo kế hoạch mà hành sự. Phải nhớ diễn cho thật khéo vào nghe chưa. Xảy ra một cái là đi tù mọt gông đấy. Còn ác phụ nhất trí với kế hoạch, rồi đợi cho bóng dáng của tên nhân tình khuất sau cái màn mưa. À cẩn thận lau lại vết máu trên mép của chồng mình và đưa tay vuốt mắt, nhưng cặp mắt cứ trợn trừng lên. Đến 7 lần thì mới chịu nhắm. Xong xuôi ả lấy hành tươi sát vào mí mắt rồi bù lu bù loa lên gào khóc. Đoạn mau chóng đẩy cổng chạy sang bên nhà ông bác sĩ Huân rồi thông báo. Ông bác sĩ cùng dân xóm mau mải tiến sang nhà. Sau khi thăm khám qua loa, thấy gã đã tắc thở, ông bác sĩ lắc đầu cảm thông. Ở ngôi làng này, mọi người đều biết chuyện của nhau, nên cũng chẳng ai quá sốc khi nghe tin gã mất. Ông bác sĩ đứng nhìn thi thể của gã một lát trước khi kéo cái mền phủ kín mặt gã, rồi quay sang bảo với ả bằng cái giọng đượm buồn. Anh Hà, anh ấy mất rồi chị ạ. Chị đừng có đau buồn nhiều. Anh ấy mất cũng coi như là đã được giải thoát khỏi cái kiếp đau đớn này. Chị chuẩn bị hậu sự đi, để tôi nhờ bà con hàng xóm đi báo cho chính quyền. Con ác phụ thấy vậy thì khóc váng cả lên, rồi trần tình. Nhờ thầy nói ông Sáu tới đem chồng tôi đi ngay giùm tôi với. Ông nhà tôi đau đớn ở đây đã lâu rồi. Tôi sợ vong linh của ông ấy không có muốn ở lại nơi này. Tôi không muốn nhìn mặt chồng tôi khi ông ấy đau đớn nữa. Con ác phụ giả bộ nói tiếp bằng một cái giọng đầy cay đắng. Suốt đời, ông ấy đã sống vì tôi. Tôi không bao giờ muốn nhìn thấy cái cảnh ông ấy phải đau đớn ở đây nữa ạ. Chỉ toàn là những kỷ niệm quá đau buồn. Cả năm qua, anh ấy đã chịu đựng đủ rồi thầy ạ. Rồi à ác phụ ngồi xuống ghế ngước nhìn thầy y tá bằng cái đôi mắt lạnh lùng giảo hoánh. Bác sĩ Huân nhìn ả, đáp bằng một cái giọng dịu dàng, thông cảm như đầy hàm ý. Nhà chị mệt mỏi quá rồi, để tôi về lấy chai thuốc bổ tới cho chị. Thôi, không nên nói nhiều về người quá cố nữa. Ai cũng biết anh nhà đối xử với chị ra sao, và chị đối xử với anh ấy như thế nào rồi.
để tôi đi kêu ông Sáu. Chưa đầy nửa tiếng sau, ông Sáu thọt và một thanh niên phụ việc đã đẩy xe tới. Càng về khuya lại càng lạnh thêm. Trên con đường độc đạo dẫn ra nghĩa trang làng Bến lúc nửa đêm canh ba, không có một bóng người lai vãng. Cái tiết trời vào mùa đông miền Bắc rét cắt da cắt thịt, lại thêm từng đợt mưa phùn, càng làm cho cái không khí cực kỳ lạnh lẽo. Con đường dẫn ra nghĩa trang cạnh cánh đồng đầu làng, vốn đã ít người qua lại, nay lại càng vắng lặng, u uất, chỉ còn bóng mấy người đàn ông cắm cúi nhằm thẳng một mô đất cuối nghĩa địa đã được nhắm sẵn mấy tiếng trước mà tiến bước. Một màn đêm đen đặc, lạnh cóng và ướt nhẹp, làm đám bùn lầy dẫn vào khu đất mới chọn nằm khuất sâu cuối nghĩa địa trở nên nhơ nhớp và bó chặt lấy bước chân của mấy người. Mặc kệ rét buốt sộc vào tận tim gan phổi, mấy người đó cứ xăm xăm tiến về cuối nghĩa địa cho kịp giờ, vì thời gian đã chuyển dần đến giờ dần, lúc thầy cúng báo là giờ đào huyệt tốt nhất cho Hà. Lão Dĩn cũng có mặt ở trong đám đó, vừa đi vừa thúc giục. Nhanh, nhanh cái tay lên, chậm tí nữa là trời sáng, là qua giờ lành đấy. Thầy đã dặn rồi, anh Hà khí số chưa tận, mà chết thì phải chọn giờ kỹ lắm. Đám người đó bước nhanh hơn, không ai nói với ai một tiếng nào, mà lầm lũi trèo qua hơn chục ngôi mộ lớn bé đủ kiểu đang vùi mình ở dưới mưa gió. Thoáng chốc đã tới mảnh đất nằm sâu ở trong góc nghĩa trang. Cả đám không ai bảo ai cắm đầu đào huyệt. Đất bùn gặp nước mưa dính bê bết vào cái lưỡi xẻng, làm cho động tác của họ có phần nặng nhọc hơn. Một tiếng sét xé toạc tầng không, kèm theo tiếng nổ rền trời. Thằng Báu cật lực hất đất, miệng thì cứ lẩm bẩm. Anh Hà tự dưng lăn quay ra chết, mà da rẻ đen xì như là xì lầy vậy. Cháu cứ thấy lạ lạ làm sao ấy. Thằng Sử thì chen mồm vào. Thì tao có khác gì mày chứ. Chết gì mà người ngậm co quắp, cứ như là bị thuốc chết mày ạ. Có khi nào... Ông Diễn gắt nhẹ. Mẹ cha tiên sư bố cho chúng mày, nhanh nhanh cái tay lên. Chỉ nói vớ va vớ vẩn, đến tai người ta thì lại mang tiếng ra. Mấy người lại cắm mặt xuống để mà đào đất. Dù không ai nói với ai, nhưng cả đám đều cảm thấy cái chết của Hà lạ lắm. Tuy vậy chỉ là chân đào huyệt, không phải máu mủ gì, nên cả đám lại đành nín thinh. Bên cạnh lỗ huyệt đang đào, trên một tấm mộ bia đang im lìm trong trời mưa gió, từ bao giờ có một con quạ đen im lìm trong mưa. Con quạ đứng trên ngôi mả hoang, cao ngang hông người cách cái mả đang đào chỉ chục bước chân, chăm chú theo dõi. Đến khi lỗ huyệt đào xong, bóng dáng mấy người khuất hẳn ở con đê đầu làng, nó mới mở trừng trừng cặp mắt xanh sâu thăm thẳm mà tung cánh xé toạc không gian âm u, cô tịch và lạnh lẽo đó mà lao vụt lên tầng không. Vọng lại chỉ còn ba tiếng gào thê thảm đầy ai oán. Sáng ngày hôm sau, tại nhà Ả Ác Phụ, không gian lúc này đã giặt một màu trắng tang tóc, mùi khói nhang cuộn lên mờ đục đến điếc mũi. Tiếng chân người chen nhau xôn xao, tiếng kèn tàu phát ra ai oán. Cả đám dân làng đều cố đến nhìn mặt Hà lần cuối, vì lúc sinh thời, gã đã sống tình cảm với xóm làng lắm. Xác của Hà cứng lạnh từ lâu, nhưng tục lệ vẫn phải làm đầy đủ, tuyệt không được thiếu sót. Mấy cụ già trong xóm là người hiểu rõ cách thức và trình tự, nên cẩn thận lấy chiếc đũa để ngang hàm cái thây vô hồn. Người làng vốn quan niệm làm vậy để cho răng khỏi nghiến vào nhau. Một người đàn bà trong bộ áo bà ba nhìn thân ảnh Hà rồi khẽ thở dài, nhanh tay bỏ một vốc gạo và ba đồng tiền vào miệng cái xác, đoạn không chậm trễ phủ lại tấm vải trắng trên mặt cái xác lạnh lẽo ấy. Liền sau đó, một tấm vải trắng dài cỡ 5 mét, rộng 3 mét được trải ra trên sàn nhà. Xác của Hòa co quắp như được phơi khô đã lâu ngày, được mấy người đàn ông khiêng từ từ lên trên giường, cẩn thận đặt vào giữa tấm vải và nhanh chóng bó chặt lại. Mấy vị lãnh đạo ở xã đã tề tựu đông đủ. Lâu lâu, tiếng khóc nấc nghẹn lại thốt ra ảm đạm của một người làng. Hà mất từ đêm ngày hôm trước, nhưng tục lệ làng này phải để đến 12 giờ hôm sau mới được làm lễ khâm niệm.
Tiết trời mùa đông lạnh tím tái da thịt, vậy mà chẳng hiểu cớ sự làm sao mà cái xác của Hà thối rữa một cách nhanh lắm, lại bị bó chặt nên bốc mùi hôi thối nồng nặc, hệt như là chuột chết đã lâu ngày. Thứ mùi đó bốc ra như một màn sương mỏng màu vàng, làm cho không gian bí bách cực độ, không khói nhang nào có thể xua đi nổi. Đến đúng 12 giờ mới được làm lễ nhập quan. Hà nằm bệnh đã lâu nên cơ thể tóp lại như là ông già 80 tuổi. Cái xác lại co quắp tay chân nên khiến cho khó khăn lắm cũng không có cách nào nhét vào được trong lòng quan tài. Cụ Ninh trưởng xóm thấy vậy thì tiến lên chống gậy trúc rồi nói: "Các ông vào, lấy cái đũa cả trong nhà ra đây cho ta đi." Một người đàn bà nhanh chân vào bếp, lấy ra cái đũa xới cơm lớn đưa cho cụ. Cụ Ninh nhìn thấy cái thây của Hà, rồi thắp lên một nén nhang và lầm rầm khấn: "Con đi rồi thì đừng làm khổ dân làng, để chúng ta cho con nằm vào trong quan tài mà an giấc ngàn thu con ạ. Sống cũng đã khổ lắm rồi, nay chết cũng đừng có chịu khổ nữa con nhé." Khấn xong, cụ Ninh tiến đến đầu quan tài rồi cắm nén nhang ở đầu áo quan, đoạn kê cây đũa vào cạnh áo quan tài và gõ mạnh 7 lần vào áo quan, tượng trưng cho 7 vía của người quá cố. Xong xuôi, cụ ra lệnh cho đám người đó ấn xác của Hà xuống, thì lạ thay, cái xác co quắp vô hồn bỗng dưng mềm nhũn ra và lọt thỏm một cách rất nhẹ nhàng. Dân làng này có quan niệm nếu người chết mà chưa đến lúc đem ra ngoài đồng chôn thì tấm thiên quan tài phải để mở, để người thân và dân làng còn nhìn thấy mặt. Sau khi xác của Hà đã được nhét vô quan tài, tiếng kèn trống chiêng la, tiếng khóc ai oán bắt đầu vang lên ầm ĩ. Bất thình lình, dưới đáy quan tài nước dịch hôi tanh từ cái xác bắt đầu rỉ ra, mùi hôi thối cực độ sộc thẳng lên mũi, làm cho mấy người gần đó bịt mũi nhăn mặt. Cụ Ninh đã suy tính cẩn trọng nên đáy quan tài trước đó đã được cho người nhà nhét đầy trà mạn sen và giấy ở kẽ áo quan. Dưới đất lúc này thì đặt một đầy cho bếp và rau khoai lang, nhưng cái mùi ấy vẫn cứ bốc lên một cách tởm lợm lắm. Căn nhà nhỏ bé lại chật cứng người, càng làm cho cái mùi chuột chết ấy bốc ra đặc sệt lại. Vài người không chịu nổi đã bỏ ra ngoài mà gặp bụng nôn thốc nôn tháo. Người đến viếng đông lắm, mãi đến tận khuya, đám khóc thuê và kèn trống mới ra về. Đêm hôm đó à ác phụ cùng mấy người hàng xóm ở lại canh áo quan. Còn mụ ác phụ cố gắng bám trụ lại để diễn biến cho tròn vai, và cũng là vì muốn tránh cái đàm tiếu về cái chết của chồng mình. Lúc ấy cũng đã là tầm nửa đêm, à đang trằn trọc lăn qua lăn lại ở tấm chiếu cạnh quan tài thì giật mình chồm dậy. Mới một giây trước thôi, vọng vào tai của ả là tiếng zin zít phát ra chói tai, thanh âm đó là từ cỗ quan tài sát cạnh. Còn ác phụ lúc này quay lại theo cái phản xạ tự nhiên thì một cảnh tượng kinh hoàng đã đập vào mắt của ả, làm cho ả rú lên, nhưng cổ họng thì như là bị bóp nghẹt lại không thành lời. Tiếng sấm rền vang kèm theo tia chớp soi rọi căn nhà. Xác chồng ả bật dậy đứng nhìn ả chằm chằm. Còn ác phụ lúc này thì á khẩu, hai mắt thì lạc thần đi, mồm thì há hốc ra. Cái thây lù lù đứng đó bất giác ngẩng đầu, hai con mắt như là lồi hẳn ra bên ngoài, nhễu ra hai dòng máu đen xì, bốc cái mùi tanh nồng nặc. Bất thình lình, cái xác này nhảy thẳng ra bên ngoài, nhắm thẳng vào ả mà lao tới. Hai bàn tay xương sầu bóp mạnh vào cổ của ả đến mức ngạt thở. Còn ác phụ hét rồi bật dậy, mồ hôi túa ra như tắm. Ả quay ngoắt nhìn sang quan tài thì thấy hai cây đèn cầy trên nắp áo quan vẫn cứ cháy đỏ rực, tấm khăn phủ trên mặt xác vẫn còn nguyên như hình cũ. Hóa ra chỉ là mơ à? Con ác phụ thở phào nhẹ nhõm rồi ngồi hẳn dậy, nhưng giấc mơ thật quá làm cho ả vẫn cứ run run. Ả chậm chậm tiến ra phía đầu quan tài, với tay lấy que nhang rồi châm vào ngọn đèn cầy. Que nhang bắt lửa cháy đỏ rực, một làn khói xanh lờ mờ đã bốc lên. Con ác phụ cắm cây nhang xuống dưới bát hương đầu quan tài rồi lầm rầm khấn vái. Khi mở mắt ra thì ả một lần nữa đã hét lên kinh hãi rồi ngã ngửa ra mặt đất. Trong cái làn khói nhang lờ mờ đó,
khuôn mặt của chồng ả vừa hiện ra gầy guộc và khô quắt. Ánh mắt nhìn ả cứ chòng chọc như là oán hận, làm cho ả kinh hãi điếng hồn, hồn siêu phách lạc. Cái gì thế? Cái gì mà cô gào toáng lên như vậy chứ? Tiếng thét của ả làm cho cả mấy người hàng xóm cùng canh quan tài bật dậy lao lại. Chỉ thấy ả lăn đùng ra đất, chân tay thì khua khoáng loạn xạ ở dưới gầm bàn, miệng thì lẩm bẩm một cách liên hồi mà không có thành tiếng. Bà bền giữ chặt tay của ả rồi hỏi dồn: "Con này, mày làm cái gì mà nửa đêm nửa hôm gào toáng lên như vậy chứ?" Chị Xíu bực dọc thì nói: "Có khi nào nó trúng gió hay không?" Một chị mặt mâm thì tiếp lời: "Chúng gió độc rồi, đưa nó lên trên giường đi." Cả đám gần 5 người cùng nhau dìu ả lúc này đang co rúm cả lại ra chiếc ghế cạnh ở bên cửa sổ. Sau khi cho ả uống mấy ngụm trà nóng và bóp huyệt nhân trung, một lúc sau thì ba hồn bảy vía của ả mới quay về được. Còn ác phụ nhìn sang quan tài, nén nhang vẫn cứ bốc khói tỏa bay. Ả kinh hãi co rúm người lại rồi nhìn khắp lượt: "Rồi, có chuyện gì mà mày gào toáng lên như vậy chứ? Nửa đêm nửa hôm, hàng xóm người ta nghe thấy mày hét thì lại tưởng nhà bị làm sao, thì biết ăn nói như thế nào chứ? Giời ơi, còn chui cả vào gầm bàn thờ mà ngồi nữa chứ, đến chịu mày đấy." Còn ác phụ mặc kệ lời bà bền đang trách móc căn vặn mà chỉ tay về phía quan tài rồi mà lắp bắp: Chồng cháu về bà ạ." Mấy ả đàn bà nghe thấy thế thì bất giác co lại một chỗ, rồi cùng hướng ánh mắt nhìn về phía quan tài. Xác của Hà vẫn cứ nằm im lìm, tấm vải phủ lên trên mặt vẫn còn ở nguyên vị trí cũ. Bà bền nghi hoặc tiến lại nhìn vào áo quan, rồi chỉ tay về phía mặt của người chết mà hỏi: Chồng mày về á? Ý mày nói là chồng mày đã chết, xác thịt còn khô cứng như thế kia, thì về làm sao? Hay là mày thương nhớ nó quá, đâm ra tưởng tượng như vậy chứ? Chị Xíu thì đồng tình: "Ơi, chắc cả ngày tiếp khách phúng điếu mệt mỏi, nhìn gà hóa cuốc, chứ chồng về là về như thế nào? Chết nhè răng ra kia kìa." Còn ác phụ sau một lúc trấn tĩnh lại, cũng nghĩ là do mình mệt mỏi quá nên đã nhìn gà hóa cuốc. Chồng ả mới chết, xác còn quản trong quan tài ngay trong nhà, chứ có đi đâu đâu mà về. Ả nghĩ lại cái cơn ác mộng hồi nãy, rồi thầm nghĩ chắc là do mình chưa tỉnh ngủ nên đã bị hoa mắt. Tuy vậy, đêm đó ả chẳng dám ngủ lại, đám đàn bà thương tình nên cũng trong đèn thức cùng luôn. Sáng ngày hôm sau, ả xuống sắc đi thấy rõ, hai mắt thì thâm quầng, thần trí thì đờ đẫn, nhưng vẫn cứ ráng mặc vội cái áo xô trắng và chiếc khăn tang mà nhanh chóng ra bên ngoài tiếp khách. Lúc tổ chức lễ khâm niệm thì bỗng xảy ra một sự lạ. Số là lúc kèn trống và phương bát âm đang ầm ĩ như vậy, đám khóc thuê cũng được thể mà gào lên, thì ả bất giác ngẩng đầu như có một sức mạnh vô hình nào đó thúc đẩy. Còn ác phụ nhìn tấm ảnh của chồng mình lờ mờ qua cái màn sương khói thì bất chợt kêu thét lên, làm cho mọi người đang quỳ rụp lại bị một phen đứng tim. Còn ác phụ ngồi co ro, hai tay thì ôm chặt đầu, khó khăn lắm thì người ta mới giữ ả lại được. Chỉ thấy ả lắp bắp trong cái giọng run run: Chồng. Cụ Ninh đứng đó nhìn thấy vậy thì bực dọc quát: Con này, chồng cái gì mà chồng? Còn ác phụ kinh hãi tiếp lời: Chồng về, chồng cháu vừa về cười với cháu kìa. Cụ Ninh rụng rời cả chân tay, suýt chút nữa thì té ngã. Kinh hãi quay ngoắt lại nhìn cái áo quan tài lạnh lẽo đang nghi ngút khói hương ở trong nhà mà dùng mình ớn lạnh. Nhưng xung quanh dân làng và quan khách thì vẫn cứ đông ngùn ngụt, nên mới nói cứng: Cái con này, chồng mày đang nằm cái kia, sức đâu nữa mà ngồi dậy rồi, còn nhìn mày nữa chứ. Thôi, nhanh làm cái lễ rồi còn nhập thổ cho chồng đi, mất giờ hoàng đạo là mày chết đấy. Nói rồi, cụ Đình lấy cớ mệt mỏi nên cắp ba tong rồi chuồn luôn, tuyệt không có dám ngoái đầu lại thêm một lần. Còn ác phụ vẫn cứ co ro một góc, mặc kệ lời của cụ Ninh dọa nạt. Nhưng lần này thì ả tin chồng ả, tức là Hà đã vừa hiện hồn về từ một thế giới u minh nào đó, rồi nhập vào cái ảnh mặc vest thắt cà vạt ngay ngắn ở trên ban thờ. Vì ngay lúc ả ngước mắt lên nhìn
thì khuôn mặt khô đét vô hồn trong tấm ảnh của chồng mình đã vừa ngoác miệng cười và trừng mắt nhìn ả chòng chọc một cách đầy thù hận. Đám tang diễn ra khó nhọc lắm. Từng cơn gió vùn vụt đập vào chiếc xe tang nặng nề tiến ra nghĩa địa, làm cho nó nghiêng đi mấy lần. Dân làng phải hò nhau đỡ mấy lần, nếu không thì đã đổ ảnh ra, thì phiền lắm. Đưa tang Hà ra đồng, ngoài dân làng thì chỉ có ả, còn ác phụ đi đầu đoàn người, tay cầm di ảnh của chồng mình đang ướt đẫm vì gió mưa. Từng bước đi của ả nặng nề bao nhiêu, thì tâm trạng lại hoảng loạn bấy nhiêu. Lương tâm của ả không có chút dằn vặt, nhưng nỗi sợ vô hình đã dần dần xâm chiếm lấy tâm khảm. Mưa gió ầm ầm làm cho huyệt mộ ngập đầy nước. Khó khăn lắm người ta mới tát đi được quá nửa. Quan tài của Hà cứ lềnh phềnh nổi ở trong huyệt. Dân làng phải dùng xà beng ấn hai đầu xuống rồi thi nhau lấp đất lại. Mất một lúc cái cỗ áo quan mới được yên vị. Còn ác phụ giả bộ bò xuống đòi chết theo chồng, làm dân làng cảm thấy thương cảm lắm. Tang lễ diễn ra xong xuôi, hương án của chồng ả được dựng tạm bợ ở góc nhà. Xác thân chồng chưa kịp ấm đất thì ả đã ngang nhiên đón tên tốt về. Đôi gian phu dâm phụ quấn lấy nhau mà làm tình ngay giữa nhà, mặc cho đèn nến trên án hương vẫn cứ chưa nguội lạnh. Giờ đây ả có thể mặc sức đắm chìm vào hoang lạc mà chẳng thèm sợ ai cấm cản, chẳng sợ điều tiếng, và thoải mái để cho tên nhân tình công khai chiếm đoạt thân xác. Những dù vỗ, rên xiết, những trăng hoa thèm khát đã được giải tỏa làm ả sung sướng và đê mê lắm. Còn ác phụ chỉ hận rằng không giết chồng sớm hơn được mà thôi. Cho tới 100 ngày của chồng mình, ả đã phải trải qua những cái cơn ác mộng kinh hoàng, hay dân gian vẫn cứ bảo nhân quả không có chừa một ai. Có chăng, với ả thì nó đã đến hơi chậm. Đêm ngày hôm ấy, sau khi quấn lấy tên tình nhân mấy hiệp, ả mệt mỏi trở dậy kiếm nước uống vì cổ họng đã khô gian. Ả cứ thế trần truồng đi qua ban thờ của chồng mình và tiến lại bàn uống nước. Đang loay hoay mở nắp rành tích thì vọng vào tai của ả là một tràng tiếng thở dài khô khốc. Đáng sợ nhất là nó phát ra từ chỗ cửa nhà tắm, nơi mà ả đã nhẫn tâm giết chồng mình cách đây 100 ngày trước. Như có một động lực vô hình nào đó thúc đẩy, ả chậm rãi tiến lại gần. Chiếc giường kê ở vị trí cũ ả đã đem ra đốt bỏ, nhưng lạ thay, bốn dấu chân giường vẫn hằn lên trên nền nhà, rửa kiểu gì cũng không có sạch đi được. Bên ngoài trời bắt đầu mưa tầm tã, vọng vào tai của ả là ba tiếng gào thê lương của con quạ nào đó. Căn nhà tối tăm đã hoàn toàn yên tĩnh. Còn ác phụ hé mắt nhìn ra bên ngoài sân thì chỉ thấy cái màn đêm u tịch, tiếng gió mưa réo gào như tiếng oan hồn vọng ra từ cõi thăm thẳm, làm cho ả rùng mình. Còn ác phụ bèn trở vào bàn, cầm lấy cây đèn dầu, mở cửa thật nhẹ nhàng, rồi rón rén bước từng bước lại cái căn buồng. Ngoài trời không khí vẫn trở nên nặng nề dù mưa to lớn lắm. Ả nghe tiếng gió rít qua những cành cây vang vọng, trong đó tiếng kèn đám ma của nhà nào đó đã lành lạnh vọng lại đến não ruột. Không khí thê lương và bí bách đã làm cho ả khó chịu. Có một cái gì tương tự như tiếng gió than vãn ở bên ngoài đêm tối đã làm ả khựng lại. Nghiêng tai lắng nghe và đột nhiên ký ức đã trở về thật rõ ràng. Còn ác phụ lẩm bẩm: "Ôi, sao lại giống như đêm hôm nó chết vậy chứ?" Tim của ả đập mạnh hơn khi quay mặt đối diện chỗ cửa nhà tắm đen ngòm kia, lạnh lùng nơi trước kia kê chiếc giường chứa đầy thù hận. Sau một thoáng ngập ngừng, ả chuyển cây đèn sang tay trái, chậm chậm tiến ra mở cửa nhà tắm. Còn ác phụ vặn nắm cửa, đẩy mạnh. Cái bản lề cũ rít lên nghe như phản đối trước khi cánh cửa bật tung ra. Một làn sóng hận thù từ trong phòng tắm đã phủ kín người của ả. Ả mím chặt môi, giơ cao ngọn đèn dầu, soi sáng khắp lượt căn phòng. Ngọn đèn chợt leo lét vì gió, tạo nên những cái bóng đen quái đản nhảy múa ở trên tường. Bất thình lình, ả lùi hẳn lại. Trên mắc quần áo trong nhà tắm,
Chiếc khăn lông mà mụ dùng đè cho chồng chết ngộp, ả đã đem ném kỹ đi thật xa. Mà giờ đây, nó lại đột ngột treo im lìm ở trên đó. Chiếc khăn lông đã trở thành vang khe. Tuy vậy, ả vẫn nhìn thấy thật rõ mồn một có những cái đốm đen ở chính giữa. Đốm đen mà mụ biết, đó chính là những cái giọt nước dãi cuối cùng của người chồng quá cố. Rồi bỗng đột nhiên, một cơn gió mạnh thổi ào qua khung cửa sổ, ngọn đèn trao lên trước mặt tắt ngúm. Bóng tối bất ngờ khiến cho ả hoảng hốt. Lần đầu tiên trong cuộc đời của ả biết sợ là gì. Ả mau mải lao về buồng. Hình như có ai đó đứng sau, cho nên theo phản xạ ả liếc nhìn về phía cửa nhà tắm. Ngay cái giây phút kinh hoàng này đây đã làm cho ả kinh hãi rụng rời. Cái giường ả đã đốt đi giờ lù lù hiện ra trước mặt, và dường như có một người đang nằm co quắp ở đó. Mặt quay về phía của ả, rồi nhẹ nhàng đưa tay vẫy vẫy. Con ác phụ run rẩy bước lùi lại, té ngồi xuống nền nhà, rồi ba hồn chín vía đã bay đi quá nửa. Ả dụi mắt mất mấy lần thì lại không có thấy gì hết. Liên tiếp lúc đó, có một cánh tay thò ra túm chặt tay của ả, làm cho ả kinh hãi nhũn ra, cố hết hơi tàn vùng dậy, đạp cửa lao vào ngoài nhà chính. Con ác phụ vẫn cứ trần truồng, tay thì lấy ba nén nhang, run rẩy thắp lên trên ban thờ, rồi quỳ mọp xuống mà khấn vái. Anh ơi, mình ơi, tha cho em, tha cho em ông ơi. Trong cái làn khói hương lờ mờ tỏa bay đó, khuôn mặt khô đét của người chồng của ả đã hiện ra. Một chàng cười the thé, kèm theo một âm thanh khô lãnh đến uất hận. Trả mạng cho tao, trả mạng cho tao, tao vẫn chết chúng mày. Còn ác phụ kinh hãi thét lên khi nhận ra trên ban thờ cái xác co quắp của chồng mình đã nằm nghiêng ở trên đó. Hai mắt thì lồi ra, gầm gừ thanh âm một cách điên dại. Rồi chỉ vài giây sau, hàm răng vàng vọt đó đã ngoác ra, lao lại cắn nát cổ họng, làm tiếng gào của ả tắt hẳn đi trong cái màn đêm tịch liêu. Máu tươi bắn hết lên trên tấm di ảnh, vẫn còn đang nhe răng cười khùng khục một cách cực kỳ ma quái. Lại nói đến thằng tốt, nhân tình của ả. Sau cuộc vui xác thịt, gã đã mệt mỏi ngủ vui. Mọi việc xảy ra trong nhà hắn đều không hề hay biết. Cho đến khi luồng gió lạnh sộc thẳng vào, thì hắn đã dùng mình, choàng tay sang bên ả định ôm lại cho ấm. Lạ thay, cơ thể bên cạnh lại gầy đét, lạnh ngắt như đông đá. Gã nhíu đôi mắt mệt mỏi, rồi rúc vào ngực của ả, dụi đầu vào cái bộ ngực căng tròn trong suy tưởng. Chỉ mấy giây thôi, hắn kinh hãi đang ngồi bật dậy, với tay bật sáng ngọn đèn tròn ở trên vách. Bên cạnh giường không phải ả, mà là một cái xác khô đét, khuôn mặt bủng beo quắt lại. Còn người thì lồi ra bên ngoài đang đảo láo liên nhìn hắn. Được một chập thì từ xa đáp vọng về nghe rõ tiếng chó hú thê lương cùng với tiếng nổ lớn như sấm động. Sau cùng, không gian cũng đã trở về với cái vẻ tĩnh lặng thường nhật của nó. Gió bắt đầu tìm hướng mà thổi, làm cho rặng tre bên hông nhà vọng ra những tiếng cót két giữa đêm trường tịch liêu. Đêm này sẽ là một đêm ngọt ngào với ả, nếu như trong nhà không xảy ra biến cố như vậy. Còn riêng về phần tên nhân tình tốt đây, có lẽ hắn đã mang theo xuống mồ tình yêu với nỗi kinh hoàng khi chết nổi trong giếng nước lạnh bỏ hoang ở đằng sau vườn. Và hạ bộ của hắn đã bị xé toạc lòi hết cả ruột gan. Quý anh chị em vừa lắng nghe dị chuyện của tác giả Phương Hà. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị em. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những dị chuyện lần tới tại kênh Chuyện Ngọc Lâm.